Trận đấu giữa Al Nassr và Zamalek tại bảng C giải Arab Club Champions Cup 2023 đã mang đến những diễn biến đáng chú ý, quyết định vị trí tiếp theo của đội Al Nassr cùng sự góp mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo. Với mục tiêu giành chiếc vé vào vòng tứ kết, Al Nassr đã phải đối mặt với Zamalek đầy quyết tâm và khát khao chiến thắng. Trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều pha tấn công đầy hứng thú từ cả hai bên. Ngay từ phút 53, Zamalek đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của cầu thủ Xây. Tưởng chừng như Al Nassr sẽ phải chấp nhận thất bại, thì siêu sao Cristiano Ronaldo đã lên tiếng. Đến phút 87, hậu vệ Gilson Konan của Al Nassr thực hiện một đường tạt bóng chính xác từ cánh trái, và CR7 đã tỏa sáng với pha đánh đầu kỹ thuật đưa bóng vào lưới đối thủ từ khoảng cách gần 10m. Bàn thắng quý giá của Ronaldo đã mang về kết quả hòa 1-1 cho Al Nassr, đồng thời giúp đội bóng này giành vé vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng C. Sau 3 trận đấu, Al Nassr đã có 1 chiến thắng và 2 trận hòa, tích lũy tổng cộng 5 điểm để xếp sau đội đầu bảng Al Sabah. Trong khi đó, Zamalek với 4 điểm đã phải nói lời chia tay giải đấu. Bước vào vòng tứ kết, Al Nassr sẽ cùng hành trình tiếp diễn với sự tham gia của 4 đại diện khác của Saudi Arabia là Al Sabah, Al Hilal và Al Ittihad. Đây thực sự là một thành công đáng tự hào cho bóng đá Saudi Arabia. Ngoài ra, bản hợp đồng gây sốc của kỳ chuyển nhượng hè năm nay là việc Kylian Mbappé sẽ gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn. Theo thông tin từ The Sun, Mbappé đã sẵn sàng chấp nhận chơi cho đội bóng thành London trong mùa giải này, tuy nhiên, thỏa thuận chỉ kéo dài trong vòng 1 năm. Quyết định này đặt ra từ việc Mbappé muốn chờ đến hè năm sau để có thể rời Paris Saint-Germain một cách tự do và tìm kiếm biên độ mới, nhiều khả năng sẽ là Real Madrid. Tuy nhiên, việc sang Chelsea theo dạng cho mượn sẽ giúp Mbappé duy trì phong độ thi đấu, đồng thời đảm bảo an sinh tài chính thông qua lương bổng và các phần thưởng mà PSG phải trả cho anh trong thời gian này. Bên cạnh đó, Lionel Messi đã chính thức vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ giành được số lượng kỷ lục cá nhân nhiều nhất với tổng cộng 41 kỷ lục. Điều này thực sự là một thành công đáng ghi danh trong sự nghiệp của Messi, góp phần thể hiện sự xuất sắc và tài năng của anh trên sân cỏ. Trận đấu giữa Al Nassr và Zamalek tại bảng C giải Arab Club Champions Cup 2023 đã mang đến những diễn biến đáng chú ý, quyết định vị trí tiếp theo của đội Al Nassr cùng sự góp mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo. Với mục tiêu giành chiếc vé vào vòng tứ kết, Al Nassr đã phải đối mặt với Zamalek đầy quyết tâm và khát khao chiến thắng. Trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều pha tấn công đầy hứng thú từ cả hai bên. Ngay từ phút 53, Zamalek đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của cầu thủ Xây. Tưởng chừng như Al Nassr sẽ phải chấp nhận thất bại, thì siêu sao Cristiano Ronaldo đã lên tiếng. Đến phút 87, hậu vệ Gilson Konan của Al Nassr thực hiện một đường tạt bóng chính xác từ cánh trái, và CR7 đã tỏa sáng với pha đánh đầu kỹ thuật đưa bóng vào lưới đối thủ từ khoảng cách gần 10m. Bàn thắng quý giá của Ronaldo đã mang về kết quả hòa 1-1 cho Al Nassr, đồng thời giúp đội bóng này giành vé vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng C. Sau 3 trận đấu, Al Nassr đã có 1 chiến thắng và 2 trận hòa, tích lũy tổng cộng 5 điểm để xếp sau đội đầu bảng Al Sabah. Trong khi đó, Zamalek với 4 điểm đã phải nói lời chia tay giải đấu. Bước vào vòng tứ kết, Al Nassr sẽ cùng hành trình tiếp diễn với sự tham gia của 4 đại diện khác của Saudi Arabia là Al Sabah, Al Hilal và Al Ittihad. Đây thực sự là một thành công đáng tự hào cho bóng đá Saudi Arabia. Ngoài ra, bản hợp đồng gây sốc của kỳ chuyển nhượng hè năm nay là việc Kylian Mbappé sẽ gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn. Theo thông tin từ The Sun, Mbappé đã sẵn sàng chấp nhận chơi cho đội bóng thành London trong mùa giải này, tuy nhiên, thỏa thuận chỉ kéo dài trong vòng 1 năm. Quyết định này đặt ra từ việc Mbappé muốn chờ đến hè năm sau để có thể rời Paris Saint-Germain một cách tự do và tìm kiếm biên độ mới, nhiều khả năng sẽ là Real Madrid. Tuy nhiên, việc sang Chelsea theo dạng cho mượn sẽ giúp Mbappé duy trì phong độ thi đấu, đồng thời đảm bảo an sinh tài chính thông qua lương bổng và các phần thưởng mà PSG phải trả cho anh trong thời gian này. Bên cạnh đó, Lionel Messi đã chính thức vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ giành được số lượng kỷ lục cá nhân nhiều nhất với tổng cộng 41 kỷ lục. Điều này thực sự là một thành công đáng ghi danh trong sự nghiệp của Messi, góp phần thể hiện sự xuất sắc và tài năng của anh trên sân cỏ.